Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em để hôm qua có một bạn hỏi mình cái vấn đề về chăm sóc cây phôi mới ghép. Thì chăm sóc như thế nào, bón phân thuốc, sử dụng những cái gì đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lại thôi nha. Tại vì cái clip này mình đã làm lâu rồi, nhiều khi bây giờ tìm lại nó cũng khó. Nó mất thời gian lâu quá nên thôi giờ sẵn đây mình làm lại một cái clip mình chia sẻ lại cái vấn đề chăm sóc cây mai phôi của mình ghép. Mới ghép khi mà nó đã lên rồi mình chăm sóc như thế nào nha. Thì đây là cái cây của mình, cách đây vài ngày mình đã làm clip chia sẻ về cái cách mà vào kẽm đó. Mình chỉ hướng thôi, mình ở đây mình chưa bấm chặn đọt nha đó. Mình không bấm chặn đọt nha, cứ để cho nó khỏe thì đã, nó lớn cộng sẽ dài, sau này mình bấm rút ở đây cũng được, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà bây giờ là mình cứ thả thả cho nó lớn đã, lớn cộng đã, nó chạy đọt thì nó lớn cộng nên mình cứ thả bình thường, chưa có cần thiết phải bấm đó. Thì sau ghép rồi á, thì vô trong quá trình ghép thì chúng ta cắt nước, chúng ta cắt nước chúng ta bỏ cho nó khô đi. Đây có hai cây ghép cùng một ngày cùng một lượt, nhưng mà cây giống thì nó khác nhau thôi. Đó, cái lá này, đây là siêu bông Sài Gòn, giống siêu bông Sài Gòn. Mình thì mình chuyên làm giống siêu bông Sài Gòn thôi, không phải là chuyên mà, nhưng mà mình thích giống siêu bông Sài Gòn đó, mình làm toàn bộ giống siêu bông Sài Gòn hết nha. Ghép ngày 12 tháng 8 này. Đây cũng 12 tháng 8. Thì cái vấn đề đầu tiên là mình nói về vấn đề khi sau khi các bạn ghép xong rồi á, cái tháo bọc gì đó thì mình có chia sẻ ở cũng nhiều clip về cách tháo bọc gì đó, mình cũng chia sẻ nhiều clip rồi. Như với lại giờ tháo bọc rồi nên không có chia sẻ lại. Khi nào có cây nào ghép mà vấn đề tháo bọc nữa thì mình sẽ làm thường xuyên hơn. Mình sẽ quay clip những cái thường xuyên hơn để cho các bạn có thuận tiện theo dõi. Nhiều khi mình làm lâu lâu mình làm một clip mà cái trong kênh này thì nó cứ trôi trôi clip từng clip mình đăng đăng nó trôi, nó chìm sâu, nó chìm nhiều clip quá các bạn cũng khó tìm. Nên sao mình sẽ cố gắng mình làm những cái clip mà liên tục up liên tục cho các bạn. Tại vì trước giờ mình cứ nghĩ ra clip đã làm rồi thì không có làm lại nữa, nhưng mà bây giờ mình thấy có nhiều cái các bạn cứ hỏi hoài, mình nghĩ nhiều khi các bạn tìm cái clip nó không được nên mình sẽ chia sẻ thường xuyên hơn. Thì bây giờ cái vụ mà tháo bọc bây giờ mình cho qua bên đi, tại giờ không không có cái cây nào tháo bọc hết. Bây giờ mình chia sẻ về vấn đề cách cách chăm sóc nha. Ngày ghép là ngày 12 tháng 8, còn tháo bọc ngày nào không nhớ, nhưng mà hiện tại là nó hơn một tháng thì hiện tại nó đã ra như thế này rồi. Thì các bạn hỏi mình ví dụ giờ vấn đề mà nắng đi, nó ra rồi, ví dụ mà khi nào đưa ra nắng gì đó thì mình nói luôn, ở đây là mình làm theo kinh nghiệm của mình thôi nha. Thì cây đây các bạn thấy đó, nắng chưa nó gọi vô rồi đó, nên không có cần phải dụ nữa, cái này trực tiếp là lôi ra nắng để vào nắng luôn là được rồi, không phải dụ nữa đó. Đây là một từ tầm 1 giờ thôi là nắng nó gọi vô rồi. Những cây này thì chiều chiều thì nó tầm khoảng 4 giờ thì nó có nắng vô. Nhưng mà các bạn, ví dụ các bạn muốn an toàn cái cây của mình thì các bạn thứ nhất là bây giờ hiện tại bây giờ các bạn phải theo dõi thời tiết nha, nhiệt độ nắng nóng quá thì cũng không nên đưa ra sớm quá, chờ cái lá nó già đi lại, không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng có tưới nước, nhưng mình để cái nơi khô thoáng nè, cái nơi của mình để rất là thoáng, thông thoáng nè, không có bị bích bùng gì hết đó, thông thoáng gió rồi ngày kia để cho nó khô cái chất chồng mình được. Vậy chất chồng về cách tưới nước thì mình đó, mình không có tưới, bỏ khô. Tính là từ lúc tháo bọc tới giờ chắc cái này chắc cỡ nửa tháng mình mới tưới một lần vậy thôi, cỡ nửa tháng mới tưới một lần. Tại cây nó cũng ít lá, nó lâu thì nó uống nước ít hơn, ít nước hơn lá già. Nó về vấn đề mà nước thì mình ít tưới lắm nó. Rồi ví dụ mà thuốc đó, giờ nói về nước thì mình nó tưới, hạn chế tưới nước, kiểm tra khi nào nó thiếu khô gì đó thì mình mới tưới, đừng có để đừng tưới sớm quá dư nước. Rồi vấn đề thuốc, thuốc thì khi nào kiểm tra có sâu hoặc bọ chỉ mới xịt nha, chứ không có xịt phòng nha. Khi có sâu với bọ chỉ kiểm tra thường xuyên, có sâu với bọ chỉ thì mình mới xịt, thì nhớ xịt cái liều lỏng thôi, nhẹ thôi, 2/3 liều được rồi, cho mày no.
Rồi, với đó về vấn đề thuốc. Thuốc là chỉ kiểm tra có sâu với bọ chỉ thôi mới xịt nha, chứ đừng có xịt thuốc nấm rồi nha. Cây cỡ này không có nấm nếp nào mà ăn đâu, nên đừng đừng có sợ mà lo đi xịt thuốc nấm vô nóng cây á, khựng cây lại luôn á đó. Rồi vấn đề thuốc xong. Rồi vấn đề tới phân. Phân là tuyệt đối không bón bất cứ phân gì hết nha. Ở đây mình chia sẻ luôn, tuyệt đối không bón bất cứ cái loại phân nào hết. Không bón bất cứ loại phân nào hết. Chỉ các bạn có thể tưới dưỡng rễ. Dưỡng rễ là ở đây là mình chia sẻ luôn là mình sử dụng ROT 2. Đó. Chỉ tưới ROT 2 thôi. Ví dụ với điều kiện là cây nó phải ra lá như thế này nha. Nó phải ra lá xum xê như thế này, ví dụ lá trong nó xanh chừng gì đó thì đúng là lúc đó mà nó ăn phân thuốc được rồi, ăn thuốc được rồi thì chúng ta mới đưa thuốc vô thôi. Còn nó nhiều khi mới ghép vô non quá đừng có đưa thuốc vô chi sớm lắm, không có cần thiết. Cái đó là ở đây mình chia sẻ là ví dụ các bạn với những các bạn mà có điều kiện thì mình mua thuốc mình tưới, còn nếu mà với những các bạn mà không có điều kiện bỏ mẹ thì cũng không sao đâu, chậm hơn chút xíu thôi. Cây vẫn phát triển bình thường nên không có gì phải nôn nóng. Làm cây là phải chậm, thật chậm rãi thì cây nó mới tốt. Thật chậm rãi nha, không có nôn nóng mà đưa phân thuốc vô thúc cho cây nó lẹ lớn là cái đó là toàn bộ là sai lầm. Càng sử dụng ít phân thuốc cây càng bền. Đó, vấn đề mình chia sẻ cho các bạn cố gắng các bạn lưu ý giùm mình nha. Tuyệt đối không có, nói chung là mình không có nôn nóng mình đưa phân đưa thuốc vô. Mình càng nôn nóng mình đưa phân thuốc vô giúp cho cây nó mau lớn này kia, cái đó là toàn bộ là cái sai lầm. Đó thì mình nói ở đây vậy đó, mình trồng về xong cái mình ghép xong rồi, ví dụ như giai đoạn này, ví dụ bạn nào có tiền mua ROT 2 tưới. Ở đây mình sử dụng ROT 2 nhưng mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ thôi, còn những dòng phân thuốc khác mình không có sử dụng nên mình cũng không có kiến thức nên mình cũng không có chia sẻ luôn. Ở đó mình sử dụng ROT 2 thôi. ROT 2 nhập của Mỹ nha, hàng nhập của Mỹ đúng đàng hoàng nha, đúng hàng đàng hoàng ROT 2 của Mỹ. Hình như là công ty Thiên Ân, Thiên An gì đó là công ty nhập khẩu đó, đó là dòng ROT 2 của Mỹ nhập khẩu. Mình chỉ sử dụng cái loại đó thôi. Đó, khi mà mình cảm thấy nó cần thiết thì mình, ví dụ những cây lá nó yếu yếu, ví dụ lá xanh, lá chân nó không có xanh nè, là cây này nó nói chung nó chậm hơn, nó không bằng thì mình chúng ta đưa thuốc vô. Đó, cây này cơ chạy cơ thứ hai rồi, nhưng mà cây nó đã ra ổn định rễ từ từ lá chân sẽ xanh lại. Nhưng những cái cây như thế này là cần đưa thuốc, còn những cái cây như thế này không nhất thiết phải đưa thuốc vô nha, không cần thiết luôn. Còn ví dụ bạn có thể muốn đưa cũng được, đưa thuốc thôi, nhưng mà tưới một cử thôi nha, tưới duy nhất một cử, không tưới nhiều. Lưu ý là chúng ta tưới duy nhất một cử, không tưới nhiều, rồi nhiêu đó đủ rồi. Rồi các bạn cứ canh cái lượng nước tưới ok là được, nhiêu đó là ok rồi. Như đó là cây đã đủ phát triển cho nó kéo dài được 3-4 tháng. Khi cây chúng ta ổn định, nó chạy cơ thứ 3, thứ 4 gì đó thì nó ổn định rồi, thì chúng ta lúc đó chúng ta sẽ đưa phân lỏng vô nha. Đó, khi đó chúng ta sẽ đưa phân lỏng vô. Phân lỏng thì có thể mình bón DAP hoặc bón 30-10 hoặc bón 16-68 gì đó thì tùy mình thôi. Nhưng mà cái liều lượng thật là lỏng, lưu ý liều lượng thật là nhẹ, thật là lỏng nha. Đó là những cái vấn đề mà em lưu ý cho mọi người. Ở vấn đề ở đây là chăm sóc cây mai phôi mới vừa ghép lên thì mình sẽ chăm sóc như thế nào. Đó là những cái chia sẻ về với kinh nghiệm của em. Còn mọi người, thí dụ mọi người có những cái gì mà không rõ thì các bạn có thể nhắn tin vô thông tin giúp làm của mình để các bạn hỏi lại cho kỹ nha. Ở đây điều em lưu ý là các bạn lưu ý là nước, chăm sóc nước, kiểm soát được cái lượng nước ok, không bón phân, không xịt thuốc giọt đọt, không xịt phân bón lá, kiểm tra khi nào có sâu bọ chỉ mới xịt. Đó, với những cái vấn đề là cần lưu ý là các bạn tránh những cái trường hợp các bạn bị mắc sai lầm nha. Rồi, hôm nay buổi trưa hôm nay em có một chút chia sẻ về vấn đề liên quan tới cây mai, chăm sóc cây mai non mới ghép của mình á, thì cái vấn đề, những cái vấn đề mình lưu ý thì các bạn cố gắng các bạn lưu ý giúp mình thì các bạn chăm sóc cây sẽ tốt hơn nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha, chào tất cả mọi người nha.